Hoan hô Việt Nam đáp trả cực gắt trước lệnh cấm đánh bắt cá vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, sau khi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam các năm 1956, 1974 và một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa năm 1988, Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt các hoạt động sai trái gây mất ổn định ở Biển Đông và khu vực, làm cho tình hình Biển Đông trở nên phức tạp và khó lường hơn. Những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng các hoạt động cả dân sự và quân sự ở khu vực này. Có thể kể ra một số vụ việc điển hình gần đây nhất, đó là Trung Quốc đã cho tàu Hải Dương Địa chất 08 cùng nhiều tàu hải cảnh và tàu dân quân biển xâm phạm vùng biển của Việt Nam hơn 100 ngày. Trong năm nay, Trung Quốc cũng đã cho tàu của mình xâm phạm vùng biển của Malaysia, Philippines, Indonesia. Ngang ngược hơn, vào ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền đã nhận được thông tin tàu cá ngư dân địa phương bị ngăn cản, tấn công khi đang hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, khiến nhiều ngư dân bị thương. Trước đó, Trung Quốc ngang ngược tự ý cấm không cho các nước khác đánh bắt cá và Việt Nam chúng ta cũng là một trong những số đó. Gần đây, Trung Quốc lại còn nói rằng họ sẽ mạnh tay trừng phạt những ai vi phạm lệnh cấm của họ. Vậy tại sao Trung Quốc lại cấm đánh cá trên Biển Đông? Trung Quốc có quyền gì mà cấm các quốc gia có chủ quyền đánh cá trên Biển Đông? Và Việt Nam phải làm gì để chống lại sự ngang ngược của Bắc Kinh? Mời quý vị cùng chương trình phân tích trong video ngày hôm nay. Vâng, có thể quý vị không biết đó là từ năm 1999 cho đến nay, năm nào Trung Quốc cũng bày ra cái trò cấm đánh bắt cá. Cứ từ khoảng đầu tháng 5 đến giữa tháng 8 hoặc tháng 9 thì Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh bắt cá. Có 4 vùng biển mà Trung Quốc cấm gồm biển Bột Hải, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và đương nhiên là cả biển Đông quen thuộc của chúng ta. Với biển Đông, Trung Quốc cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 cho đến hết ngày 16 tháng 8, đó là khoảng 3 tháng rưỡi. Vậy Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở biển Đông từ vị trí nào, có xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam chúng ta hay không? Câu trả lời đó là có. Trung Quốc cấm đánh bắt cá từ vùng biển vĩ độ 12 trở lên phía Bắc. Chúng ta nhìn vào bản đồ này sẽ thấy đường màu đỏ kia chính là vĩ độ 12. Vậy coi như là họ cấm hết biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa nằm trọn trong vùng bị cấm. Ai cũng hiểu rằng âm mưu của Trung Quốc là gây sức ép về tâm lý với ngư dân các nước để cứ tháng 5 là không cho bất kỳ quốc gia nào vào biển Đông khai thác hải sản. Nếu tuân theo lệnh đó, tức là mình đã từ bỏ những ngư trường truyền thống của mình, tạo cho Trung Quốc chiếm ưu thế về mặt pháp lý trên biển Đông. Đây là một hành động cũ của Trung Quốc, nhưng với thủ đoạn mới. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, chứng tỏ Trung Quốc vẫn tìm mọi cách gián tiếp thể hiện bá quyền của họ trên biển Đông. Tuy nhiên lần này Trung Quốc lại có chiêu trò mới cho các hành động cũ. Trước đây, Trung Quốc thường ra lệnh cấm đánh bắt cá gần như toàn bộ biển Đông mà họ cho rằng mình có chủ quyền bởi đường lưỡi bò. Trong nhiều năm trước, khu vực bị Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá trải dài từ vĩ tuyến 18 độ Bắc ngang qua vịnh Bắc Bộ đến vĩ tuyến 8 độ Bắc ngang eo biển Sunda. Khu vực này bao gồm toàn bộ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển thuộc Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Tất cả các lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc lặp đi lặp lại hàng năm đều vấp phải sự phản đối của các quốc gia ven biển Đông, kể cả quốc gia không bị ảnh hưởng và nhiều quốc gia ngoài khu vực ASEAN. Hai năm trở lại đây, Trung Quốc đẩy giới hạn cấm đánh bắt cá lên xa hơn đến phía Bắc Đài Loan tại vĩ tuyến 25 độ Bắc, nhưng thu hẹp giới hạn phía Nam tại vĩ tuyến 12 độ Bắc. Động thái này cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu có những mục tiêu thực tế hơn sau khi mưu đồ độc chiếm Biển Đông và câu chuyện tưởng tượng về vùng nước lịch sử của họ vấp phải sự phản đối trên toàn cầu và đã bị Tòa án Trọng tài Thường trực bác bỏ hồi năm 2016. Mặt khác, việc loại bỏ quần đảo Trường Sa và các vùng biển phía Nam vĩ tuyến 12 độ Bắc khỏi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương năm nay cũng làm cho Trung Quốc tránh được những va chạm với các quốc gia Đông Nam Á khác ở phía Nam Biển Đông như Malaysia và giảm bớt một phần căng thẳng với Philippines. Đồng thời, động thái này còn tạo ra khả năng chia rẽ ASEAN và cô lập Việt Nam, bởi chỉ còn hai nước Việt Nam và Philippines chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm đơn phương này. Đương nhiên điều này là Trung Quốc đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? Câu trả lời mà họ đưa ra là họ cấm đánh bắt cá một thời gian để bảo tồn nguồn tài nguyên biển. Cá, mực và các loại hải sản động vật biển đã bị con người khai thác mạnh tay. Bằng cách hạn chế hoặc kiểm soát đánh bắt cá, Trung Quốc có thể muốn đảm bảo sự bền vững của nguồn lợi cá ở Biển Đông, giúp duy trì sự cân bằng sinh thái và nguồn cung cấp lương thực cho các cộng đồng dân cư và nền kinh tế.
Điều này cũng phản ánh một xu hướng chung trong quản lý môi trường biển trên toàn cầu, nơi các quốc gia đang ngày càng nhìn nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và duy trì nguồn lợi sinh vật biển. Biển Đông là một khu vực đa dạng sinh học với nhiều loại cá và sinh vật biển quan trọng, và việc đánh bắt cá quá mức có thể gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và nguồn lợi sinh vật biển. Ngoài mục đích trên, Trung Quốc còn nhiều mục đích khác nữa mà không muốn nói ra. Thứ nhất là giao thương và an ninh lương thực. Biển Đông là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và dầu mỏ. Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, có một lượng lớn hàng hóa được vận chuyển qua Biển Đông. Điều này góp phần quan trọng vào việc phát triển và ổn định kinh tế của họ. Bảo vệ môi trường biển và duy trì nguồn lợi sinh vật biển có thể giúp đảm bảo sự an toàn và ổn định cho hoạt động giao thương này. Về vấn đề an ninh lương thực, Trung Quốc có dân số lớn và nhu cầu lương thực khổng lồ. Biển Đông cung cấp một phần quan trọng của nguồn cung lương thực của họ thông qua việc đánh bắt cá và sản xuất hải sản. Bảo vệ môi trường biển và duy trì nguồn lợi sinh vật biển có thể giúp đảm bảo nguồn lương thực từ Biển Đông cung cấp đủ cho dân số lớn của Trung Quốc và giữ cho thị trường lương thực nội địa ổn định. Thứ hai là về vấn đề an ninh quốc gia. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc giải thích lý do Trung Quốc áp đặt các hạn chế đối với các hoạt động đánh bắt cá ở Biển Đông, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng và tranh chấp chủ quyền ở khu vực này. Nó liên quan nhiều đến chiến lược quân sự của Trung Quốc. Biển Đông là một trong những khu vực có mức căng thẳng cao về chủ quyền và an ninh trong khu vực Á Đông. Trung Quốc, một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất trong khu vực, muốn đảm bảo rằng họ có thể duy trì và mở rộng sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Việc kiểm soát hoạt động như đánh bắt cá có thể được coi là một phần của chiến lược để củng cố vị thế quân sự và đảm bảo an ninh quốc gia. Trung Quốc có thể coi việc bảo vệ biên giới biển và lãnh thổ của họ là một ưu tiên quan trọng. Bảo vệ môi trường biển và kiểm soát hoạt động như đánh bắt cá có thể được coi là một phần của nỗ lực phòng thủ để đảm bảo rằng không có hoạt động nào gây nguy hiểm hoặc đe dọa đến an ninh lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc có một số vùng lãnh hải mở rộng ở Biển Đông mà họ tuyên bố là của họ. Việc áp đặt các hạn chế đối với hoạt động như đánh bắt cá có thể được sử dụng để củng cố và thể hiện sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải này. Mục đích thứ ba cũng là mục đích cuối cùng, chính là sự cạnh tranh với các quốc gia khác. Trong bối cảnh căng thẳng và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, việc hạn chế đánh bắt cá cũng có thể là một cách để làm tăng áp lực lên các quốc gia khác tham gia vào các hoạt động quân sự hoặc thương mại ở khu vực này. Nói rõ hơn, việc này có thể làm tăng áp lực chính trị và kinh tế lên các quốc gia khác có tranh chấp. Bằng cách làm như vậy, họ có thể hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ phải tham gia vào các cuộc đàm phán hoặc đàm phán với họ về các vấn đề quan trọng khác. Ví dụ đối với Philippines, Trung Quốc và Philippines cũng có những mâu thuẫn về chủ quyền ở Biển Đông. Bằng cách áp đặt các hạn chế đối với đánh bắt cá, Trung Quốc có thể tạo ra áp lực kinh tế lên ngư dân và ngành công nghiệp hải sản của Philippines. Điều này có thể làm giảm thu nhập của người dân và tăng sự phụ thuộc của Philippines vào Trung Quốc trong các vấn đề kinh tế. Bãi cạn Scarborough là một ví dụ điển hình. Khi Trung Quốc giăng dây phao nổi vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, dẫn hình ảnh về tin tình báo của công ty Technology chụp lại cảnh sát biển Philippines bắt gặp quả tang 3 xuồng bơm hơi và một xuồng được cho là của dân quân biển Trung Quốc tham gia vào việc lắp đặt phao nổi nói trên. Khi bị phát hiện thì phía Trung Quốc đã lớn tiếng đổ lỗi Philippines vi phạm luật biển quốc tế và luật pháp Trung Quốc. Ngư dân Philippines than phiền Trung Quốc thường đặt dây phao để giám sát hoạt động của các tàu cá trong khu vực. Hành động của Trung Quốc đặt phao nổi ở bãi cạn Scarborough nhằm mục đích tăng cường kiểm soát và đàm phán chủ quyền trong khu vực này, đồng thời là một phần của chiến lược toàn diện hóa và mở rộng sự hiện diện của họ ở Biển Đông. Đặt các phao nổi có thể được sử dụng để tăng cường kiểm soát và quản lý địa bàn của Trung Quốc tại khu vực này, giúp họ thể hiện và củng cố quyền lực chủ quyền của mình. Trung Quốc có thể muốn sử dụng các phao nổi như một phần của chiến lược để ngăn chặn hoặc làm khó khăn cho hoạt động đánh bắt cá của Philippines ở khu vực này. Điều này có thể được xem là một biện pháp để tăng cường vị thế của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về chủ quyền và quyết định về Biển Đông. Đặc biệt, thể hiện quyền lực của Trung Quốc và sự quyết đoán của họ trong việc bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi của mình ở Biển Đông. Điều này có thể gửi một thông điệp rõ ràng về sự sẵn sàng và khả năng của Trung Quốc trong việc khẳng định quyền lực của mình trong khu vực này. Các chuyên gia cho rằng thông qua lệnh cấm đánh bắt, Trung Quốc đang cố ý sử dụng sai hoặc lạm dụng hệ thống và nguyên tắc pháp lý để đạt được mục đích chính trị độc chiếm ngư trường ở Biển Đông.
Theo nhiều chuyên gia cùng nhận định, Bắc Kinh đang áp dụng luật pháp trong nước để thực thi quy định hạn chế đối với hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc lẫn nước ngoài. Đây là một hành động vi phạm nguy hiểm và khiêu khích. Trung Quốc áp đặt luật riêng đối với chuẩn mực chung về hàng hải quốc tế là nhằm thể hiện mức độ kiểm soát chính của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông, mở rộng sức ảnh hưởng, thách thức luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS và đe dọa quyền đánh bắt cá của ngư dân các nước láng giềng. Chính quyền Trung Quốc muốn chứng tỏ tất cả thực thể bị nước này chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông đều đang nằm trong sự quản lý, kiểm soát nội bộ và không có tranh chấp. Và tất nhiên là dù nguyên nhân hay mục đích là xấu hay tốt đẹp thì Việt Nam vẫn phản đối mạnh mẽ hành động này của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông. Còn Philippines cũng là một quốc gia bị lệnh cấm của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến quyền lợi đánh bắt cá. Dù họ chưa đưa ra bình luận gì, có vẻ như Philippines tỏ ra coi thường lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Philippines. Vào lần cấm năm ngoái, lực lượng đặc nhiệm của Philippines nói rằng lệnh cấm đánh bắt cá này không áp dụng đối với ngư dân của họ. Ngư dân của họ được khuyến khích ra khơi đánh cá trong vùng biển của họ ở Biển Tây, cách gọi của Philippines đối với Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam. Vậy lệnh cấm này, sau khi Trung Quốc ban hành thì họ đã có thể làm gì để thực thi nó? Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đang xâm phạm trái phép chủ quyền biển đảo của Việt Nam và các nước liên quan. Vậy nếu các nước kia cứ không tuân theo luật, cứ đánh bắt cá trong chủ quyền của họ thì Trung Quốc có thể làm gì? Như trong năm nay, Trung Quốc chưa có hành động gì. Tuy nhiên họ đã từng mạnh tay đưa cảnh sát biển tuần tra và giám sát tàu cá nước ngoài, đồng thời bắt giữ các tàu cá của chính Trung Quốc vi phạm. Ví dụ như trong những năm qua, cả Việt Nam và Philippines đều bác bỏ việc thực thi lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc. Hai quốc gia Việt Nam và Philippines dù không có ngư dân nào bị Trung Quốc bắt, nhưng phía Trung Quốc lại bắt nhiều ngư dân của họ vì vi phạm lệnh cấm mà Trung Quốc đơn phương công bố. Còn đối với các nước ngoài, vào năm 2020, Cảnh sát biển Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã công bố một chiến dịch nhằm thực thi nghiêm ngặt hơn lệnh cấm. Trong đó, họ sẽ tăng cường tuần tra và xử lý các hoạt động mà họ cho là bất hợp pháp, vi phạm lệnh cấm. Cũng trong năm 2020, tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam đang hoạt động bình thường tại lãnh hải của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ba tàu cá Việt Nam khác nhận được thông tin đã chạy đến tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, Trung Quốc lại điều thêm hai tàu hải cảnh đến ngăn cản, xua đuổi và bắt tàu cá Việt Nam đưa vào đảo Phú Lâm. Lục soát, tịch thu, đập phá trang thiết bị trên tàu, đồng thời dùng vòi rồng phun nước, truy đuổi tàu cá còn lại, làm hư hỏng nhiều tài sản. Sau đó, các ngư dân trên tàu bị đâm chìm đã được đưa lên các tàu cá Việt Nam và buộc phải rời khỏi Hoàng Sa. Theo báo Tân Hoa Xã, cơ quan bảo vệ bờ biển sẽ thực thi nghiêm lệnh cấm theo pháp luật và quy định liên quan, trấn áp tội phạm và các hành vi trái pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích của nghề cá biển cũng như bảo vệ môi trường sinh thái biển. Trung Quốc cũng đã sửa đổi luật cho phép cảnh sát vũ trang nhân dân mở rộng thực thi luật hàng hải, bảo vệ quyền của Trung Quốc đối với các lãnh thổ trên biển và tình báo hàng hải. Như vậy, có vẻ như Trung Quốc đang trao quyền cho cảnh sát biển có quyền hành lớn hơn ngoài biển. Nói về nguồn cá ở Biển Đông, thì bài viết trên trang mạng Channel Global Show nhận định rằng nguồn cá ở Biển Đông đang cạn kiệt. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không giúp ích gì cụ thể. Biển Đông vốn có một nguồn sinh vật biển dồi dào, đa dạng, vượt xa các vùng biển khác có cùng diện tích với nó. Vùng biển hơn 3 triệu km2 này là nơi sống của 8.600 loài khác nhau, bao gồm cá ngừ, cá thu, cá mú, cá trích, cua, v.v. và 7 trong số 9 loại nghêu khổng lồ trên toàn cầu. Nhưng những con số đó chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Thống kê cho thấy nguồn tài nguyên biển phong phú đã bị khai thác và quản lý sai lầm trong nhiều thập kỷ. Đánh bắt quá mức đã khiến trữ lượng cá giảm đến 90% kể từ năm 1950. Tỷ lệ đánh bắt cá, số lượng cá bắt được trong mỗi chuyến đi đã giảm đến 75%. Trong hai thập kỷ qua, vì các hoạt động nhiên liệu nạo vét và thu hoạch nghêu thương mại đã phá hủy 160 km2 dải san hô. Cuối năm ngoái, một nhóm các nhà khoa học từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines và cả Việt Nam đã đưa ra cảnh báo rằng trữ lượng cá ở Biển Đông đang có nguy cơ suy giảm, trừ khi tất cả các nước cùng hợp tác để bảo vệ.
Lời cảnh báo đó được đưa ra hơn 20 năm sau khi Trung Quốc lần đầu tiên phát động chiến dịch nhằm khôi phục ngành đánh bắt cá của mình. Theo kế hoạch này, Trung Quốc cấm đánh bắt cá trong những tháng mùa hè, khoảng từ tháng 3 hoặc tháng 5 đến tháng 8 hoặc tháng 9, với lý do là thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững. Lệnh cấm đánh cá vào mùa hè có mục đích cao cả, nhưng nó có hai cái sai. Thứ nhất là Trung Quốc đơn phương đưa ra lệnh cấm ở cả vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều đó cho thấy Trung Quốc không tôn trọng và xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Thứ hai là lệnh cấm này không mang lại hiệu quả về mặt bảo tồn tài nguyên. Mặc dù lệnh cấm của Trung Quốc được lan truyền rất rộng liên quan đến 4 vùng biển của Trung Quốc, nhưng nó không thực sự nghiêm túc. Cụ thể là mặc dù áp dụng cho tất cả các loại tàu đánh cá, nhưng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc lại miễn trừ cho phép nhiều loại tàu Trung Quốc được phép đánh bắt. Điều đó khiến cho lệnh cấm này chỉ mang tính tượng trưng. Chỉ có những tàu không được miễn trừ thì khi đánh bắt mới bị cảnh sát biển Trung Quốc trừng phạt. Hàng năm, dưới sự kiểm soát của Hội đồng Nhân dân nhà nước, cảnh sát biển Trung Quốc hiện là một đơn vị quân sự kể từ khi được đặt dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Chúng ta thấy bảo vệ tài nguyên biển là điều cần thiết và đúng đắn, nhưng Trung Quốc lại đang làm sai và không hiệu quả. Họ cấm tàu nước ngoài nhưng lại cho phép tàu Trung Quốc đánh bắt, thì đó đâu phải là họ nghiêm túc muốn bảo vệ tài nguyên biển. Việc cấm nước khác, cấm ngư dân Việt Nam và Philippines thì họ cũng lại xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và Philippines. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ cũng chỉ ra rằng các tàu Trung Quốc gây hủy hoại sinh vật biển với hoạt động khai thác sò tai tượng quy mô lớn và nạo vét để xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, phá hủy hơn 161 km2 rạn san hô ở nhiều khu vực trên Biển Đông. Thay vì dọa dẫm tàu cá nước ngoài, Bắc Kinh trước mắt nên tìm cách quản lý chính ngư dân của mình vốn tham gia hoạt động đánh bắt không bền vững, nhắm vào những sinh vật biển đang có nguy cơ bị đe dọa và cần được bảo vệ như sò tai tượng. Các quốc gia ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nên bàn về các hoạt động đánh bắt cá, sau đó là yêu cầu Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, để làm một cách hiệu quả, theo các chuyên gia quốc tế, thì thứ nhất là Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Trung Quốc không được xâm phạm, càng không được đuổi ngư dân Việt Nam ra khỏi lãnh hải của mình. Thứ hai là muốn bảo vệ tài nguyên biển thì tất cả các quốc gia có lãnh thổ trên vùng Biển Đông đều phải thảo luận, bàn bạc, đưa ra thỏa thuận và thống nhất cách bảo vệ, hạn chế khai thác như thế nào. Như hiện nay, chỉ có một mình Trung Quốc thích cấm thế nào thì cấm. Điều đương nhiên là cũng chẳng có ai nghe và phục. Như các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông nhận định, Trung Quốc năm nào cũng đưa ra một tuyên bố, một lệnh cấm đánh bắt cá như vậy, tức là một cách để Trung Quốc hỗ trợ và đẩy mạnh cái gọi là quyền lịch sử của mình. Đây là một dạng mà Bắc Kinh dùng để hiện thực hóa và hỗ trợ các nền tảng pháp lý sau này cho đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố. Thêm vào đó, bởi vì khu vực cấm đánh bắt cá nằm trong đường chín đoạn, nên nếu tuân theo lệnh này, các nước coi như thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trong đường chín đoạn. Nếu các nước không có biện pháp đối phó để tàu thuyền đánh cá của mình bị các lực lượng hải quân, hải cảnh, dân quân biển hay tàu cá có vũ trang của Trung Quốc đe dọa và đâm mà từ bỏ các ngư trường, thì Trung Quốc dần sẽ chiếm thế thượng phong để từng bước thể chế hóa sự quản lý các vùng biển của nước khác theo đúng yêu sách đường chín đoạn mà nước này kêu gọi. Chính vì thế, cần vươn khơi bám biển, nhất là ở các ngư trường truyền thống xa Trường Sa, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay cả trong những lần Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá phi pháp ở Biển Đông, ngư dân chúng ta vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển, giữ ngư trường, giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ gì về lệnh cấm đánh bắt cá vô lý của Trung Quốc và cách đáp trả của Việt Nam? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.